lấy ý tưởng từ những cục phô mai trong phim hoạt hình Tom và Jerry. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đó chính là món rau câu cam sữa phô mai. Nguyên liệu chính mình cần có là cam. Đây của mình là cam phát ha, cam tươi. Mình sẽ lấy phần nước để mình nấu rau câu. Nguyên liệu chính tiếp theo đó chính là phần aga, phần bột rau câu của mình. Các bạn có thể dùng rau câu cứng hoặc rau câu dẻo đều được ha. Và đây là đường, sữa đặc, phô mai. Và tương đương với một cái khuôn như thế này là một miếng phô mai ha. Mình sẽ bỏ phô mai vô đây. Đây là cái khuôn khuôn hình phô mai của Tom và Jerry á mọi người. Khuôn silicon. Và món rau câu của mình có thể gọi là món rau câu Tom và Jerry cũng được ha. Khi mà mình ra thì nó sẽ ra giống như một cục phô mai vậy đó. Một cái ly như thế này là khoảng 300ml nước ha. Và ở đây mình có khoảng 300ml nước cam. Mình sẽ lọc ha, mình lấy cái phần nước thôi. Đây là phần sữa đặc của mình nè, thì tùy theo cái độ ngọt mà các bạn mong muốn thì các bạn sẽ cho nhiều hoặc ít sữa đặc ha. Ở đây thì mình dùng khoảng một muỗng sữa như thế này ha. Và mình sẽ quậy nước sôi ha. Và phần nước này cũng khoảng 300ml. Và tổng cộng nồi rau câu của mình là khoảng 1 lít nước ha. Mười gram rau câu mình đã trộn với đường rồi nè các bạn ha. Thì mình sẽ cho vô phần rau câu của mình luôn. Rồi và bây giờ mình sẽ bật bếp để mình nấu phần rau câu của mình luôn. Nấu cho đến khi hỗn hợp rau câu của mình sôi lên là được. Khi rau câu của mình đã sôi rồi thì mình sẽ bắt xuống bếp ha. Và mình để rau câu mình đã sẽ nguội một tí và sau đó mình sẽ cho vô khuôn. Các bạn thấy hết phần bọt này chúng ta bỏ đi nè. Đối với rau câu á, mình mà vớt bọt cái này rất là quan trọng ha. Thì khi nó đặc lại nó sẽ có bọt rất là xấu. Và bước tiếp theo sẽ là bước đổ khuôn. Cho rau câu vào khuôn. Với một lúc như thế này thì mình sẽ đổ được khoảng 2 cái rau câu, 2 cái phô mai. Và mình sẽ đợi cho lớp này đặt lại và mình sẽ cho cái phần phô mai của mình vô. A few moments later. Khi lớp rau câu của mình đã hơi đông đông lại rồi nè ha. Thì mình sẽ cho phô mai vô. Mình sẽ cho nguyên cục luôn. Rồi bây giờ mình sẽ đổ đầy khuôn. A few moments later. Ta-da! Và đây là phần rau câu phô mai của mình đã đặt rồi nè mọi người ha. Và cái khuôn silicone như thế này thì rất là dễ lấy ra. Đó, các bạn thấy không? Rất là đẹp luôn. Mọi người ơi, vậy là mình đã hoàn thành xong món rau câu cam sữa phô mai với hình dáng của cục phô mai mà Tom và Jerry hay ăn mọi người ha.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này và đừng quên nhấn subscribe, như like và share video để ủng hộ kênh của mình các bạn nha. Bạn thấy khi mình cắt ra cái phần phô mai bên trong này ha, và khi mà mình ăn á, mình sẽ ăn kèm với lại phô mai này luôn, thì rau câu của mình nó thơm mùi sữa với lại thơm mùi cam rất là ngon. Và các bạn nhớ thử món này nha.